Giờ mình chọn mức số 5 thử này các bạn. Mình mới hàng thử một mối coi nó dính không nhỉ các bạn. Ồ dính chặt không các bạn ơi. Mới mức số 5 mà mạnh dữ. À, xé không lên luôn nè. À, bình không được luôn. Rất cái mạch này rất ok nha các bạn. Xài bình Yamato à, mình phải dùng kềm nè. Nó thấu xuống luôn rồi các bạn. Mức 0,5 thôi nha. Rách rồi, rách kẽm luôn rồi. Mạch này ngon nè. Để mình test lại nè. Nó bị thấu xuống luôn nè. Thấu xuống luôn nè. Ngon nha các bạn. Giờ mình test lại coi. Nhấn giữ cái nút về nè. On off nè. Nhấn giữ là mở lại nha các bạn. Dùng hai cái que này mình phải mài cho cái đầu nó nhọn nha. Hàng mới hàng nó mới đẹp nha các bạn. Mình làm một dây này phải dài ra chứ ngắn hơi khó làm nha. Khó thao tác. Mình cho một cái que vô trước nha. Rồi đầu que này hai chạm vô là nó sẽ ăn nha các bạn. Đó. Nào. Ba mối nha các bạn. Đây cũng vậy. Còn mối hàng rất là đẹp nha các bạn. Đẹp hơn mình sử dụng cái rờ le của xe Honda nha. Nó hàng rất là đẹp mà nó ngấu chắc lắm nha các bạn. Nói chung là mình bệnh tay là không bao giờ ra được nha. Mà mình mới để có mức 0,5 thôi nha các bạn. Nói chung cái này là quá quá tuyệt rồi. Mạch này có 200 tính ra nó có cái que luôn mà có 213.000 à, quá rẻ rồi các bạn ơi. Hàng rất là đẹp. Hàng cũng không có thua gì chuyên nghiệp nha. Mình xé không lên đâu. Xé là không có lên đâu. Mình phải dùng kềm xé là nó thấu xuống pin luôn á. Mà mẫu hàng nó rất là đẹp nha các bạn. Cái này nên mua nha. Đây. Cận cảnh các bạn nhìn nè. Mình mới để mức 0,5 thôi á. Nếu mà mình tăng lên nữa là nó sẽ còn mạnh hơn nữa nha các bạn. Bây giờ mình kẽm này 0,2 chắc. Giờ không lên đâu. À, cứng ngắt ha. Rồi để mình hàn lại cái đầu hai đầu này nha. Hai đầu này thì nó không có phẳng lắm. Kẽm này thì tại pin này hết rồi nha. Cái vỏ này chạm cũng không sao nha. Pin này mình lột vỏ. Giờ mình tăng lên mức 10 thử coi. Cho mức 10 nha. Dây này ngắn quá hơi khó thao tác nha các bạn.
thấu vô luôn nha các bạn. Rất là dễ hàn nha. Mình chỉ cần đè một que bên trái hay bên phải trước, rồi xong rồi cái mình đè cái que bên phải một cái là nó thấu xuống liền luôn nha các bạn. Nó hàn rất đẹp. Mình đè từ từ bên nha, rồi xong bên hai bên đè bên nào trước là đè mạnh xuống trước nha. Đó, đè bên này kế bên nha. Đó, là nó thấu xuống luôn. Và cái đầu pin các bạn phải cho bật phẳng nha. Đó. Wow. Có hàng rất là đẹp nha các bạn. Cứng khừ luôn. Xé không giờ gấp thì quá đẹp luôn. 8 đồng tiền nha các bạn. Để mức 10 là xài ngon lành luôn á. Không cần mình làm bằng rele nha. Rele nó cũng hết gần 100.000 rồi. Mình làm cái này là nó có đủ bộ hết luôn rồi. Mà có 213.000 à. Dặn vô là xài nha các bạn. Hôm nào mình sẽ test bằng cái này mà bằng cái ắc quy xe Honda thử nha các bạn. Hôm nay mình làm bình 30A thì cái ampe nó mạnh đó, nó hàn nó rất là sướng nha. Còn để mình hôm nào mình sẽ test cho các bạn xem cái bình xe Honda thử coi nó hàn nổi không nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn xem video, thấy hay thì cho mình một đăng ký nha. Đây, mình quay cận cảnh cho các bạn xem nè, mình mới vừa thử hàng nè. Đó. Hai cái que này sao mình sẽ làm dây dài hơn, mình dễ thao tác nha. Dây hơi ngắn, dây của nó làm nó ngắn, mình thao tác hơi khó một chút. Rất là ngon, xài ngon nha các bạn. Mình dùng cái bình 30A thì khỏi chê rồi. Ngấu xuống luôn á, ngấu xuống pin luôn á, mà mỗi hàng rất đẹp nha các bạn. Nè, đó. Mình để không ngay bên đây nó méo thôi, chứ còn mình để mà ngay hàng thẳng lối á, là rất là đẹp nha. Ngấu xuống luôn á, giật không, bệnh tay không cách nào lên được á. Trời, mình mua trên Shopee á. Cảm ơn các bạn xem video. Xin chào nha, hôm nay mình ráp cái mặt cái hàng xe pin mình mua trên Shopee 210 mấy k nè các bạn, 216 k mua trên Shopee nha. Giờ mình ráp nè, có tặng cho mình cái bóc bằng 10k, hộp bằng 10k. Mình lột mấy cái này ra. Còn gam ti các bạn. Cái đầu tiên mình bắt cái chạm in vô được à, in âm này nha.
ao dương này. Rồi cái que đo mình mới mài các bạn, mài cho mũi nhọn hàng nó mới đẹp nha. Ra ao ra mà. Ao ra.
Rồi, giờ mình lấy bình ắc quy mình test thử nha các bạn. Shop còn tặng cho hai cái ống gen nữa các bạn. Giờ mình test bằng cái vỏ bình ắc quy Yamato 30A nha các bạn. Giờ mình dặn nguồn vô nha. Dương theo dương, âm theo âm nha. Cấp nguồn như vô kêu liền các bạn ơi. Rồi. Mạch nó có nguồn rồi nè. Giờ mình phải thử mới biết nó có hoạt động hay không nha các bạn. Giờ mình chọn mức số 5 thử nha các bạn. Mới hàng thử một mối coi nó dính không các bạn. Ồ dính chặt không các bạn ơi. Mới mức số 5 mà mạnh dữ. À, xé không lên luôn nè. À bình không được luôn. Rất cái mạch này rất ok nha các bạn. Xài bình Yamato à, mình phải dùng kềm nè. Nó thấu xuống luôn rồi các bạn. Mức 0.5 thôi nha. Rách rồi, rách kẽm luôn à. Mạch này ngon nè. Để mình test lại nè. Nó bị thấu xuống luôn nè. Thấu xuống luôn nè. Ngon nha các bạn. Giờ mình test lại coi. Nhấn giữ cái nút về nè. On off nè. Nhấn giữ là mở lại nha các bạn. Dùng hai cái que này mình phải mài cho cái đầu nó nhọn nha. Hàng quá hàng nó mới đẹp nha các bạn. Mình làm một dây này phải dài ra chứ ngắn hơi khó làm nha. Khó thao tác. Mình cho một cái que vô trước nha. Rồi đầu que này hai chạm vô là nó sẽ ăn nha các bạn. Hả? Hả? Nào.
ba món nha các bạn. Đây cũng vậy, còn món hàng rất là đẹp nha các bạn, đẹp hơn mình sử dụng cái rờ le của xe Honda nha. Món hàng rất là đẹp mà nó ngấu chắc lắm nha các bạn. Nói chung là mình bệnh tay là không bao giờ ra được nha, mà mình mới để có mức 0.5 thôi nha các bạn. Nói chung cái này là quá tuyệt rồi. Mệt này có 200, tính ra nó có cái que luôn mà có 213.000, quá rẻ rồi các bạn ơi. Hàng rất là đẹp, hàng cũng không có thua gì chuyên nghiệp nha, mình xé không lên đâu, xé là không lên đâu, mình phải dùng kềm xé là nó thấu xuống pin luôn á. Mà món hàng nó rất là đẹp nha các bạn, cái này nên mua nha. Đây cận cảnh các bạn nhìn nè, mình mới để mức 0.5 thôi á, nếu mà mình tăng lên nữa là nó sẽ còn mạnh hơn nữa nha các bạn. Bây giờ mình kẽm này 0.2 chắc giờ không lên đâu, nè, cứng ngắt ha. Để mình hàn lại cái đầu, hai đầu này nha, hai đầu này thì nó không có phẳng lắm. Kẽm này thì tại pin này hết rồi nha, cái vỏ này chạm cũng không sao nha, pin này mình lột vỏ. Giờ mình tăng lên mức 10 thử coi. Cho mức 10 nha. Dây này ngắn quá, hơi khó thao tác nha các bạn. Thấu vô luôn nha các bạn, rất là dễ hàn nha. Mình chỉ cần đè một que bên trái hay bên phải trước, rồi xong rồi cái mình đè cái que bên phải một cái là nó thấu xuống liền luôn nha các bạn. Nó hàn rất đẹp. Mình đè từ bên nha, rồi xong bên hai bên đè bên nào trước là đè mạnh xuống trước nha. Đó, đè bên này kế bên nha. Đó, nó thấu xuống luôn. À, cái đầu pin các bạn phải cho bật phẳng nha. Đó. Wow. Có hàng rất là đẹp nha các bạn. Cứng khừ luôn. Xé không giờ gấp thì quá đẹp luôn. Tán đồng tiền nha các bạn. Để mức 10 là xài ngon lành luôn á. Không cần mình làm bằng rờ le nha. Rờ le nó cũng hết gần 100.000 rồi. Mình làm cái này là nó có đủ bộ hết luôn rồi, mà có 213.000 à, dặn vô là xài nha các bạn. Hôm nào mình sẽ test bằng cái này mà bằng cái ắc quy xe Honda thử nha các bạn. Hôm nay mình làm bình 30A thì cái ampe nó mạnh đó, nó hàng nó rất là sướng nha. Còn để mình hôm nào mình sẽ test cho các bạn xem cái bình xe Honda thử coi nó hàng nổi không nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn xem video, thấy hay thì cho mình một đăng ký nha. Đây, mình quay cận cảnh cho các bạn xem nè, mình mới vừa thử hàng nè. Đó. Hai cái que này sau mình sẽ làm dây dài hơn, mình dễ thao tác nha. Dây hơi ngắn, dây của nó làm nó ngắn, mình thao tác hơi khó một chút. Rất là ngon, xài ngon nha các bạn. Mình dùng cái bình 30A thì khỏi chê rồi. Nó ngấu xuống luôn á, ngấu xuống pin luôn á, mà món hàng rất đẹp nha các bạn. Nè, đó.
mình để không ngay bên đây nó méo thôi, chứ còn mình để mà ngay hàng thẳng lối là rất là đẹp nha. Ngấu xuống luôn, nó giật không bệnh tay không cách nào lên được á. Trời, mình mua trên Shopee á. Cảm ơn các bạn xem video.